Tập 26. Diệu Anh Diệu, thực chưa sẽ ra không không phải sợ anh em đánh cho mất anh em, mà không là sợ anh anh đánh cho mất chính sự bản thân mình. Khi em có ấy sao anh không đã sợ mắc em bệnh, dù cho có xem dốc hết chuyện sức trẻ mình đi cũng em không thể cũng đến muốn gần khám em trẻ thêm một như bước. trẻ Vậy suy nên chết lần sao này ông đổi lại là anh. Anh Tôi tạo đến đâu nhà cớ thái để em xong phỏng rồi vấn anh, anh sẽ như của từ tình đó ám chỉ tình hình của anh hai nhìn ta hiện kỹ tại, cao su như của chứng để minh của Yên Ngu Dịch nói em biết anh đã trải qua những gì. Chờ đã, nó bay vậy ai việc xin em nhổ răng cũng là ý của anh? của Anh tôi thề thân với phải trời, đó là cô ấy tự phải ứng biến tại trận, không phải ý của anh. tôi Tóm lại, anh chuẩn bị thân xong rồi, thẳng thắn đối diện với phải em. Mong em cho anh thêm một cơ hội, bù đắp tất cả. Người chơi trước mặt em vô cùng gà mờ, một tiền tăm nhất không được tích sự gì, đang từng bước chạy về phía em. Anh định bước 99 bước về phía em sao? Không, lần này không chỉ là 99 bước. Em lùi một bước, anh sẽ tiến thêm một bước. Em lùi 100 bước, anh sẽ chạy qua đó. Nếu nói người bị bệnh sẽ mất đi niềm mong mỏi với mọi thứ trên thế giới này, thì tín ngưỡng của anh chính là em. Em chưa từng ngờ rằng anh lại giỏi nói như vậy. Một lúc có thể nói nhiều đến thế. Anh sợ không nói hết một lần thì sẽ không nói được nữa. Diệu Diệu, anh thích em. Cho anh một cơ hội được không? Anh lại làm gì sai hả? Không sao, anh chờ em. Anh đừng nói nữa. Em không thích nghe câu đó. Vậy em thích nghe gì? Tâm trí anh chỉ có em thôi. Anh thích em. Quay cuồng với nhịp sống, trong thì đầy náo nhiệt. Em nhìn lên cả đường rồi. Tiền tăm nhất, giờ em là bạn gái của anh. Bạn gái anh hiểu không? Suốt cả đường đi anh không biết đường nắm tay em sao, mà còn đút tay ở trong túi. Anh đút tay trong túi mãi, nóng quá nên bỏ ra hứng không khí lạnh sao? Cũng không hẳn, anh còn đút tay vào nữa. Tay anh nên để ở đâu? Anh... nghĩ cho kỹ nhé. Nắm tay rồi, không được tùy tiện thả ra đâu. Phải phụ trách đến cùng đó. Ôi mẹ ơi, không phải chứ, nhà anh xa quá đó. Đường đi về như vậy khiến em sắp hết hơi rồi. Anh lại mong con đường sẽ dài hơn nữa. Thôi thôi, dài hơn nữa thì cái chân này của em không chịu được nữa đâu. Bây giờ chân em tê hết rồi này. Không biết đến tối con ngủ nổi không nữa. Không sao, em về găm chân một lát, thư giãn một lát là ổn ngay.
Được, không có gì, anh về đi. Hết chuyện rồi. Được, em lên trên đi. Anh giải thích đi. Anh như vậy thì em lên kiểu gì? Em vừa mới nói nắm tay thì không được tự tiện bỏ ra. Em vừa mới nói một câu anh đã bắt bẻ lại em rồi. Anh không nỡ xa em. Giờ biết tiếc thời gian rồi sao? Mấy năm lãng phí ấy, không hiểu anh nghĩ gì. Xin lỗi em. Em chỉ nói dỗi một câu thôi. Anh đừng có phá hỏng không khí. Chuyện cũ không thể sửa đổi. Chúng ta cố gắng trân trọng từng giây từng phút trong tương lai. Được không? Được. Anh hứa với em. Đến cổng rồi. Vậy em lên trên đi. Vậy anh đưa em đến đây nhé. Em lên nhà đi. Anh cũng đi đi. Vậy em đi nhé. Anh đi đi. Em về đây. Sau này anh gặp phải chuyện gì cũng có thể nói với em. Em sẽ mãi mãi ủng hộ anh, tin tưởng anh. Cho dù em không hiểu, không biết gì thì em cũng luôn đứng về phía anh. Vậy nên hãy để em cùng anh gánh vác mọi người. Anh đừng một mình chịu đựng tất cả nhé. Đã nhớ chưa mà cứ ừ thôi vậy? Nhớ kỹ rồi. Tiểu Kỳ. Mẹ. Mẹ về làm gì vậy? Mẹ không về được sao? Đây là nhà mẹ mà. Đằng sau con là ai vậy? Vào đi, đóng cửa lại. Người này là bạn trai con Lý Tây Châu. Con có kể với mẹ rồi đó. Tiểu Kỳ từng kể về con cho cô nghe rồi. Tiểu Lý là đàn anh của nó. Dân. Chào cháu, chào cháu. Vào trong đã. Mẹ mới đi có mấy hôm đã mất hết quy tắc rồi sao? Dạ, thay giày nào. Ồ,
Bảo sao không muốn mẹ về? Tiểu Lý ở luôn nhà chúng ta rồi phải không? Mẹ nói gì vậy? Thì Tây Châu lo cho con nên mới đưa con về thôi. Vậy cảm ơn cháu nhé Tiểu Lý. Khuya vậy rồi còn phiền cháu đưa con bé về. Cũng không còn sớm, con không giữ cháu nữa, cháu về sớm đi nhé. Mẹ để con nói lại lần nữa, anh ấy là bạn trai con, đối xử với con vô cùng tốt, cũng giúp đỡ rất nhiều trong công việc chuyên ngành. Anh ấy đã tập ở Frau cùng với con ở diễn kịch nói Giang Châu. Anh ấy vì con mới đến Giang Châu. Mẹ biết chứ, có cần nhấn mạnh vậy không? Cậu ấy là bạn học của con, là đàn anh của con. Đàn anh chăm sóc cho đàn em là truyền thống tốt đẹp của trường con mà, rất tốt. Tiểu Lý, cô cảm ơn cháu nhé. Cảm ơn đã chăm sóc cho Tiểu Kỳ suốt thời gian qua. Cô biết ơn con rất nhiều. Con nên làm thôi. Vậy cũng đã muộn rồi. Con xin phép về trước. Cô nghỉ ngơi sớm đi. Con về vậy nhé. Dân, hôm khác cô mời con ăn cơm. Dân cô, Tiểu Kỳ, mai gặp lại. Bất lịch sự vậy con. Ra tiễn bạn đi. Chào cô. Chào con. Đi đường cẩn thận nhé. Vậy anh về trước đi. Đi đường cẩn thận. Đừng cãi nhau với mẹ em đấy. Nghe lời nhé. Anh về đây. Anh đi đường cẩn thận đó. Mẹ là ý gì vậy? Ý con là sao? Mấy giờ rồi? Nửa đêm nửa hôm đưa đàn ông về nhà. Nói thật cho mẹ biết, hai đứa đến bước nào rồi? Tầm tuổi này của con, yêu đương thì làm sao? Yêu đương chẳng vấn đề gì. Mẹ cấm con hẹn hò bao giờ. Con cứ việc yêu đương, nhưng không có nghĩa cứ đâm đầu vào bám dính lấy người ta. Mẹ không đồng ý. Tại sao? Con nói mẹ nghe, nó đưa con về thế nào? Đi bộ về phải không? Có xe không? Có nhà không? Có sổ tiết kiệm không? Không có gì đúng không? Người như cậu ta, cô cố chấp đâm đầu vào thì sau này còn phải nếm khổ sở nhiều đó, có biết chưa? Mẹ không đồng ý. Nhưng mà anh ấy vì con mới đến Giang Châu. Anh ấy tốt với con gái mẹ mà mẹ chưa hài lòng. Ấu trĩ. Mẹ coi thường nhất điểm này của cậu ta. Cậu ta tốt thế nào với con? Đàn ông đàn an, không có ý chí sự nghiệp, chỉ biết theo đích con suốt cả ngày, thì có gì ghê gớm? Giờ cậu ta thích con nên mới tốt với con. Cậu ta mà không thích con nữa thì sao? Cậu ta thích người khác thì sẽ tốt với người khác. Hôm nay đối xử với con thế nào, ngày mai cũng có thể làm vậy với người khác. Con có bị đần không vậy? Chẳng phải mẹ từng nói với con à, trên đời này cái gọi là tốt cho con và thích con là thứ không đáng tin nhất. Vậy nên chỉ có tiền mới đáng tin nhất. Phải, mẹ chê anh ấy không phải con nhà giàu chứ gì. Cho nên mẹ mới không thích anh ấy. Mẹ có quen biết một cậu ấm vô cùng tài giỏi, tốt nghiệp đại học Cambridge. Ba là người sáng lập công ty khoa học kỹ thuật, mẹ thì làm nghệ thuật gia, nghệ sĩ cello, nổi tiếng khắp thế giới. Cậu ấy được giáo dục vô cùng tốt, vô cùng ưu tú. Vậy thì liên quan gì tới con? Mẹ thích cứ đi gặp người ta. Nói chuyện với mẹ kiểu gì vậy? Con đi tắm đã. Con bé đồng ý rồi à? Ý cậu là hai người ở bên nhau rồi, xác nhận quan hệ, hẹn hò rồi sao? Sao chị còn thấy khó tin hơn tôi vậy? Đúng rồi, chúng tôi hẹn hò rồi. Không phải. Tôi cảm thấy hoang mang với tiết tấu của đám người trẻ các cậu. Một là suốt 3-5 năm không phát triển, hai là chỉ mất 3-5 ngày như ngồi tàu bay. Tôi hỏi cậu, cậu chắc chắn sau khi Diệu Diệu biết cậu bị bệnh vẫn kiên quyết chọn cậu chứ? Tôi chắc chắn. Cậu chắc chắn con bé gì vẫn còn thích cậu, chứ không phải vì thương xót cho cậu chứ? Tam Nhất, tôi cũng không muốn tạt chậu nước lạnh khi cậu đang vui như vậy, nhưng với tư cách là một bác sĩ và giám hộ tạm thời của cậu, tôi cần phải nhắc nhở cậu một câu. Hẹn hò có thể giúp cậu cải thiện trạng thái tâm lý. Đúng vậy, nhưng đồng thời cũng có thể khiến cho bệnh tình cậu nghiêm trọng hơn. Cậu hiểu đạo lý này chứ? Hiểu. Đặc biệt là tình trạng đặc thù này của cậu, tâm lý không chịu được bước ngoặt lặp lại. Lỡ tình hình xấu nhất xảy ra, tôi thực sự lo. Tôi hiểu chị đang lo lắng điều gì.
nhưng tôi đã bỏ lỡ 3 năm rồi, suýt nữa mất đi Diệu Diệu. Giờ tôi không muốn đối mặt với tình cảm của mình bằng sự hoài nghi do dự. Tôi chỉ muốn nắm bắt cơ hội trước mắt, trân trọng mỗi ngày ở bên nhau. Tình cảm này chỉ cần tôi cố gắng hết sức mình sẽ không đi đến bước xấu nhất ấy. Ngủ ngon, tôi đi ngủ trước đây. Mẹ, lấy cái này ở đâu xa vậy? Bạn con còn không mua được cái này ấy. Một người bạn ở công ty truyền thông cho mẹ đấy. Có lấy không? Không lấy thì đưa trả mẹ đây. Còn nữa không? Lấy giúp con thêm một vé nữa. Được voi đòi hai bà Trưng sao? Mẹ đây không thể xuống nước với người ta lần hai đâu. Nhanh đi rửa mặt đi. Quan hệ của cô đúng là ghê gớm. Không ngờ lại được vé VIP. Tiểu Kỳ, em nhớ chia sẻ với anh những phân đoạn đặc sắc. Lần này toàn bộ người cũ đều biểu diễn. Chắc chắn đây là trải nghiệm khó lòng có được trong đời. Đúng vậy. Đáng tiếc chỉ có một vé thôi. Không sao. Em đi cũng như anh đi mà. Giống nhau cả thôi. Hôm qua sau khi anh đi, cô có nói gì không? Không có, mẹ về phòng ngủ luôn. Em không nói anh cũng biết. Cô không thích anh. Nghĩ rằng anh không xứng với con gái cô. Đó là tại mẹ không hiểu anh thôi. Em thừa nhận mẹ em là người khá vật chất. Mẹ chỉ muốn em hẹn hò với cậu ấm nào đó tầm thường. Cậu ấm có gì không tốt? Có thể cho em cuộc sống đủ đầy, không cần lo ăn mặc, không có gánh nặng, thoải mái theo đuổi ước mơ. Trên đời này không có ba mẹ nào không muốn con cái mình được sống tốt. Cô cũng muốn tốt cho em thôi. Ý anh là sao? Anh ủng hộ quyết định của mẹ em, sau đó chúng ta đừng ai nấy đi, đúng không? Sao anh nỡ nhường em cho người khác? Anh đang nói cô cũng có tính toán của riêng mình. Tất cả để tốt cho em thôi. Em được ác cảm như vậy. Anh không mong em vì chuyện của anh mà khiến quan hệ của hai mẹ con em căng thẳng. Cô về rồi hả? Vậy để hôm nào mình qua chơi. Dù sao cậu cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Quy mô công ty cậu lại khiến cô ấy hứng thú được chắc. Vậy Tiểu Kỳ, nhìn cậu như vậy, vấn đề nghiêm trọng lắm sao? Hôm đó mẹ bắt gặp Tây Châu đưa mình về. Mẹ không ưa Tây Châu mọi mặt, càm ràm suốt cả buổi tối. Đầu mình cũng muốn phình to. Nói thật đúng là Lý Tây Châu không đạt được tiêu chuẩn của cô. Xem ra cậu phải chiến đấu gian khổ rồi. Diệu Diệu, cậu nói chuyện dung tục vậy. Lý Tử Châu không dùng sức hút cá nhân để thuyết phục được cô sao? Cậu không dung tục hả? Không dung tục mà cậu phải kiếm tiền xây dựng sự nghiệp à? Con người cậu chỉ biết móc mỉa đá đểu. Cậu không có nhu cầu cuộc sống nào nữa à? Cậu lại còn định trách đồ đệ của tôi. Lời mình nói cậu không hiểu thì nói gì đến cách sống thanh cao? Nghe thấy chưa? Nói gì đến cách sống thanh cao? Hôm nay cứ lạ lạ làm sao ấy. Còn bệnh tiền lan cơ. Không được chắc. Tình cảm của bọn tôi tốt lắm. Tình cảm tốt. Cảnh tượng gà bay chó sủa vẫn như ngày nào. Chắc hai người cãi nhau sức đầu mẻ trán, không phải hai cậu. Giờ lại nói tình cảm tốt, ai tin được? Tiểu Kỳ, cậu tin không? Lại còn tình cảm tốt. Hai cậu tin hay không thì tùy. Tóm là tình cảm chúng tôi tốt như vậy. Cạn ly. Tình cảm tốt hả? Đâu. Tình cảm tốt thì ôm nhau một cái, nắm tay luôn tôi xem nào.
Không phải cậu muốn bọn tôi làm gì? Tôi phải làm ấy hả? Hai chúng tôi sao phải nghe lời cậu? Tôi đã nói hai cậu không dám mà. Hạo Tử, nếu hai chúng tôi dám thì sao? Hai cậu mà dám thật, cứ chơi ở chốn Giang Châu này thoải mái. Tôi thanh toán. Nào, đồ đệ. Hai cậu gì cá cược mà cũng liều mạng đấy. Hai cậu liều mạng cái gì? Ai mà không biết? Có giỏi thì hai cậu hét to yêu đối phương đi. Hét to vào ấy, có dám không? Cậu còn tăng thêm mức độ à? Không phải được nước lớn tới sao? Tôi gia tăng mức độ thôi, tôi cược thêm bữa cơm nữa. Quán Thiên Hạo, không phải ở quán Thiên Hạo, tất cả nhà hàng ở Giang Châu này cho các cậu chọn thoải mái. Hạo Tử, hai người đó dám bắt tay bắt nạt cậu, cậu phải nghĩ cho kỹ, phải tốn cả đống tiền ấy. Tiểu Kỳ, cậu không hiểu rồi, để tôi xem giới hạn của hai cậu ta ở đâu. Ván cược này tôi phải liều cho bằng được. Nào, Hạo Tử, tôi không định để cậu tốn tiền đâu, là cậu tự khơi mào đấy. Tôi không thiếu tiền. Diệu Diệu, cậu có yêu tôi không? Nói to lên, to lên. Tiền Tam Nhất, tôi yêu cậu. Tôi cũng yêu cậu lắm, Diệu Diệu. Không phải chứ, hai cậu gì bữa ăn mà không cần thể diện nữa sao? Hạo Tử, cậu bị ngốc sao? Hai cậu này chắc chắn đã lén chúng ta ở bên nhau rồi, đang khoe khoang tình cảm công khai đấy. Này, hai cậu hẹn hò thật sao? Nói trước nhé, tiền chúc mừng và tiền cược này không được gộp với nhau đâu. Tiền Lan, còn nói liên minh dự bị hả? Sớt đội rồi mà tôi còn không biết. Chúc mừng hai cậu, cuối cùng cũng xóa tan mây mù thấy ánh trăng rồi. Bỏ lỡ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tu thành chính quả. Chính quả còn xa lắm, bọn mình vừa mới bắt đầu thôi. Nhưng với kinh nghiệm cuộc sống chưa có mấy của mình, vẫn có thể dự tính được tương lai bọn mình còn phải trải qua rất nhiều thăng trầm. Biết đâu đến ngày nào đó lại rơi vào cái hố nào. Vậy anh nhất định sẽ đỡ phía dưới cho em, không để em bị thương. Tiền Lan, cậu thay đổi rồi. Tôi thực sự vô cùng đau lòng. Cậu học theo thói xấu của Diệu Diệu, giờ cậu còn bẫy tôi. Vậy mà tôi còn như thằng ngốc, nghĩ mọi cách giúp cậu. Cậu đừng để bụng nữa, Hạo Tử. Tuy tôi cũng phải thừa nhận cậu có hơi ngu ngốc, nhưng Diệu Diệu vui vẻ như vậy cũng xứng đáng vô cùng. Lời nói có giống người không? Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Được, được, được. Chỉ cần ba cậu vui vẻ là được. Giang Thiên Hạo tôi đây được làm bằng sắt, tôi không quan tâm. Nào, cạn ly. Nào, chúc đôi tình nhân mất nết này dính nhau trọn đời. Tôi nói cậu nghe, tuyệt đối đừng chia tay rồi gây họa cho người khác. Cậu nhất định phải ở bên nhau mãi mãi đến khi đầu bạc. Nào, nào, chờ đã, chờ đã. Nói trước đi đâu ăn đi. Ăn gì? Đến quán Giang Châu Thực Phủ đi. Phải rồi, cái gì mà Giang Châu Thực Phủ? Cậu đừng có giả ngu. Tôi vừa, bọn tôi nghe thấy rõ rành rành. Tiểu Kỳ cũng nghe thấy đấy. Tôi nghe thấy rồi, một bữa cơm thôi mà, đặt luôn đi. Cậu ta suốt ngày lừa nhau, phải nhìn cho tận mắt mới được. Tôi là nghèo như vậy. Alo, Giang Châu Thực Phủ phải không? Tôi muốn đặt tiệc cưới. Con gái cái thôn ấy mà. Alo, dì Bối Âm. Có chuyện gì sao? Yến Tử à, dì thấy hơi lo cho Tam Nhất. Mấy hôm nay dì gọi điện thoại, gọi video nhắn tin mà không thấy nó trả lời. Không biết nó thế nào rồi. Cậu ấy ngủ rồi dì. Trạng thái của cậu ấy tốt lắm, cũng khá ổn định. Dì không cần lo quá đâu. Cháu nói thật cho dì nghe đi, có phải dạo này xảy ra phản ứng gì không? Cậu ấy bây giờ tốt lắm. Vậy bác sĩ nói sao? Đổi thuốc mới hay có cách trị liệu nào khác? Nếu giờ trạng thái thằng bé đỡ hơn rồi, thì liệu có thể quay về tiếp tục học không? Dì à,
cô ấy vừa đỡ hơn trước thôi. Không thích hợp đổi môi trường lúc này. Tạm thời ở lại Giang Châu, quan sát thêm đi. Được. Cháu là người có chuyên môn, tất nhiên dì sẽ nghe lời của cháu. Vậy lúc nào tiện cho Bảo Tam nhất trả lời điện thoại dì nhé. Nếu muốn trở thành tình nguyện viên an ninh của quỹ tài chính thì cần phải trải qua một đợt huấn luyện. Tình nguyện viên dự bị cần được huấn luyện tầm 10 ngày. Tình nguyện viên chính thức cần được huấn luyện từ 3 đến 6 tháng. Nếu muốn trở thành tình nguyện viên an ninh của quỹ tài chính thì cần phải có một đợt huấn luyện. Bước đầu tiên của đợt huấn luyện là hoàn thành gói nhiệm vụ dành cho người mới. 1+4 = 1. Thứ nhất là hoàn thành bản biểu bắt buộc. 4 là bao gồm kể một câu chuyện, xem một bộ phim, gửi 30 tấm thiệp và một kế hoạch tuyên truyền. Chúng tôi sẽ gửi những nhiệm vụ này cho mọi người thông qua tổ trưởng. Mọi người hoàn thành nó trong vòng 10 ngày sẽ trở thành tình nguyện viên dự bị của chúng tôi, bắt đầu công việc phục vụ tình nguyện. Chào cậu, cậu có phải Đặng Tiểu Kỳ không? Cậu là Châu Bác Hàm. Châu, chúng ta quen nhau sao? Chị Đặng Tâm Hoa bảo tôi qua đây. Cô ấy nói cậu xem kịch ở đây nên bảo tôi qua xem cùng cậu. Tôi có thể ngồi đây không? Cảm ơn. Alo mẹ. Mẹ gài con sao? Mẹ lừa con đến đây. Alo. Dì chưa nói rõ cho cậu nghe sao? Anh Châu, chào anh. Tuy giờ nói những lời này có hơi không thích hợp, nhưng mà tôi vẫn phải nói rõ với anh. Đầu tiên là mẹ tôi lừa tôi đến đây. Cá nhân tôi không hề có suy nghĩ với anh. Thứ hai, tôi có bạn trai rồi, hơn nữa tình cảm chúng tôi vô cùng tốt. Cuối cùng, anh Châu, nếu cũng bận, tôi không ngại kết thúc cuộc gặp mặt này ngay bây giờ. Chúng ta ai làm việc nấy. Xin lỗi, tôi nói chuyện có hơi thẳng thắn. Nếu làm phật lòng anh, thì mong anh thông cảm cho. Tôi hiểu ý cô, nhưng tôi không nghĩ cô đã làm phật lòng tôi. Ngược lại, tôi thấy sự quyết đoán kiên định của cô lại để lại cho tôi ấn tượng khá tốt. Đến cũng đã đến rồi, chi bằng xem cho xong. Dù sao cũng là Chicago mà. Thời gian diễn ra buổi diễn, chúng ta không ai làm phiền ai. Xem xong ai về nhà nấy, không gây tổn hại, không gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và bạn trai. Chẳng phải anh nói không ai làm phiền ai sao? Xin lỗi. Tôi nghe dì Đặng nói cô là diễn viên kịch nói, đang luyện tập vở Faust đúng không? Faust là một vở kịch hay. Tôi từng xem 3 lần ở Đức rồi. Tôi còn từng đến Weimar Republic để thắp hương cho mộ của Goethe. Ông ấy là người vô cùng có chính kiến. Ông ấy được chôn cùng với người bạn thân nhất của mình là Stille. 2 cổ quan tài riêng biệt. Vậy sao? Khi nào công diễn, cô nhớ báo tôi nhé. Tôi nhất định sẽ đi. Tôi vô cùng tò mò người Trung Quốc sẽ diễn kịch thơ như thế nào. Vì kịch thơ là một nét văn hóa truyền thống ở châu Âu. Hình như là khá hiếm thấy ở Trung Quốc. Đúng là không có thật.
Huống hồ giờ trong nước cũng có rất ít người đọc thơ. Để chuyển gửi thơ ca thành lời thoại thường ngày, chắc là phải khó khăn lắm. Người trong ngành sao? Cũng không hẳn. Tôi khá thích nó để tìm hiểu một chút. Tôi cảm thấy sở dĩ diễn viên châu Âu diễn tốt là nhờ họ được tiếp xúc thường xuyên với những vở kịch kinh điển này. Cô được diễn vở kịch ấy đúng thật may mắn. Tôi cũng nghĩ vậy. Vậy cô diễn vai Margarita trong vở Phao hả? Không phải. Nếu là nữ phù thủy có vẻ hơi trẻ quá. Tôi diễn cùng lúc Tinh Linh và Ác Linh. Sắp xếp vậy sao? Thú vị đó. Lúc đạo diễn nói vậy với tôi cũng nghĩ bắt đầu rồi, lát nữa nói tiếp. Khi nào công diễn với báo tôi? Tối nay cảm ơn anh. Cô có muốn biết lúc cô về nhà vệ sinh đã có tình tiết gì đặc sắc không? Tất nhiên muốn rồi. Đã đói chưa? Chúng ta đi ăn đêm đi. Vừa ăn vừa nói. Không cần phiền vậy đâu. Tối tôi ít ăn lắm. Được rồi, đừng cảm thấy áp lực. Việc này không phải do mẹ cô sắp xếp. Coi như ăn bữa cơm với tôi đi. Tôi sẽ cho cô thưởng thức một màn đặc sắc. Muộn quá rồi, tôi cũng không muốn đi quá xa. Không xa đâu, ngay bên cạnh thôi. Trong vòng 100 mét. Đi thôi. Đi nào. Cô nhìn xem muốn ăn gì. Anh cứ gọi đi. Vậy tôi không khách sáo nhé. Cho hai bát canh bồ câu. Ăn được canh bồ câu chứ. Thêm món này nữa, một đĩa rau xanh. Gỏi bò hôm nay cũng ngon lắm, anh chị có muốn ăn thử không? Món đó thì không cần đâu, có nước ấm không? Nhờ cô lấy giúp chúng tôi 2 cốc. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Lại cảm ơn rồi. Hôm nay cô đã cảm ơn tôi 2 lần. Khéo lát nữa lại có lần thứ 3. Sao vậy? Vì hôm nay cô đã bỏ lỡ đoạn kịch đặc sắc nhất. Cô từng xem Giường Động Vật Thủy Tình chưa? Xem rồi chứ, tôi thích nhất Tennis William đấy. Trong vở kịch ấy có đoạn thiết kế vũ đạo thế này. Họ dùng dây thừng treo các loại động vật luôn. Cảnh 6 nữ tù trong vở kịch Hôm Nay Của Chicago, họ đã chia nhà tù thành 6 phần và cũng dùng dây thừng để treo họ lên. Trong suốt quá trình họ phá án đã dùng phương thức điện ảnh chiếu vào màn sân khấu đằng sau. Tuy làm vậy khiến sự kết hợp giữa sân khấu và điện ảnh có hơi quê, nhưng mà tôi nghĩ sắp xếp như vậy là hợp lý, vì họ đã điều chỉnh được tiết tấu vô cùng tốt. Làm vậy sẽ không bị chậm tiết tấu. Khi xem, khán giả có thể tập trung cao độ vào sự xung đột đang diễn ra trong vở kịch. Đến giờ xe hay nhà đều không có. Không phải do hoàn cảnh ba mẹ không có, thì là do bản thân không có năng lực. Mẹ sẽ không để con gái mình phải chịu nỗi khổ này. Về rồi sao? Sao lâu vậy? Vở kịch đó chắc xem xong từ sớm rồi chứ. Để mày đoán thử xem nhé. Hai đứa đi ăn đêm, đúng không? Nói chuyện gì vậy? Kể mẹ nghe với. Con mau khen mẹ đi. Mẹ có mắt nhìn lắm đúng không? Tiểu Châu được đó chứ. Rất tốt, rất ưu tú. Nhưng tuyệt đối không phải đối tượng của con. Ngồi đi. Mẹ, con muốn nghiêm túc nói chuyện với mẹ về vấn đề tình cảm của con. Nói đi.
Con nói đi. Đầu tiên, mẹ đừng sắp xếp xem mặt cho con nữa. Không đến lúc con trở mặt thì chẳng ai dễ chịu. Con tưởng mẹ sảnh rỗi cả ngày lo chuyện bao đồng sao? Con mà hẹn hò với một người bạn trai đáng tin cậy thì mẹ cần gì phải lo nữa? Lại không cho mẹ sắp xếp xem mặt. Con có biết mẹ khó khăn lắm mới hẹn được Tiểu Châu không? Mẹ vất vả lắm mới tìm cho con một người bạn trai xứng lứa vừa đôi. Chỉ có cậu ấy mới cho con được tương lai không ưu lo. Đừng có ngu ngốc nữa, nắm chắc cơ hội đi. Con cũng thấy Tiểu Châu là người xuất sắc thế nào rồi. Con nghĩ Tiểu Châu thiếu bạn gái chắc. Người ta muốn bạn gái thế nào mà chẳng được. Đây chính là vấn đề thứ hai con muốn nói. Con có bạn trai rồi, mẹ đừng bận tâm nữa. Con đứng lại đó. Con định hẹn họ thế nào, mẹ không quản con. Nhưng nếu con muốn kết hôn với cậu Tiểu Lý kia thì mẹ kiên quyết phản đối. Mẹ, con không biết tại sao mẹ phải. Mẹ là người từng trải. Mẹ nói con biết, hôn nhân không có cơ sở vật chất, đều không đáng tin. Giờ con đang ở độ tuổi đẹp nhất, có nhiệt huyết, theo đuổi tình yêu. Nhưng mà qua vài năm nữa, thanh xuân tình yêu của con không cái nào giữ được. Đến khi ấy con hối hận cũng không kịp. Tay Châu không giống như những người đàn ông khác. Anh ấy là đàn ông. Có đôi mắt chứa đầy ánh sáng nhất mà con từng gặp. Hơn nữa anh ấy vô cùng có sức thu hút cá nhân. Con đúng là ấu trĩ. Tiểu Kỳ, con bị điên sao? Được rồi, nếu hai đứa thực sự kết hôn, thì nếu con đi bệnh viện, cậu ta có trả nổi tiền viện phí thuốc men hay không? Có biết lần trước con bị ốm nhẹ mà tốn bao nhiêu tiền không? Lẽ nào khi đứng trong bệnh viện, cậu ta lại nói, bác sĩ trong mắt tôi có ánh sáng, tôi có sức hút cá nhân, anh chữa trị miễn phí cho tôi nhé. Vậy được không? Được được, chúng ta không đôi co nữa. Con chỉ hỏi mẹ một câu, mẹ có hiểu con người Lý Tây Châu không? Mẹ không rảnh để hiểu. Mẹ hiểu nó làm gì? Bạn trai của con gái mẹ chắc mẹ phải có thời gian tìm hiểu. Không rảnh, không muốn hiểu. Mẹ hiểu con đủ rồi. Được, mẹ hiểu con thì chắc biết rõ. Nếu mẹ cứ ép con quá đáng, con sẽ làm bất cứ chuyện gì. Con đang uy hiếp mẹ sao? Không có, con đang cầu xin. Xin mẹ cho anh ấy một cơ hội. Cũng cho con một cơ hội. Được chứ? Vậy con sẽ hẹn anh ấy để hai người gặp mặt nói chuyện. Con tin sau khi hiểu con người anh ấy, mẹ chắc chắn sẽ thay đổi cách nhìn. Ngô Địch, chị nhìn cái này đi. Lần đầu tiên hẹn hò của tôi và Diệu Diệu là sao? Đây là lịch trình buổi hẹn đầu tiên của tôi và Diệu Diệu. Ngày mai sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên chính thức của chúng tôi. Để có thể để lại cho cô ấy một hồi ức tốt đẹp nhất, tôi muốn xin ý kiến từ góc độ xã hội học, tâm lý học và con người học. Cậu đề cao tôi quá rồi. Tôi đâu phải Lâm Diệu Diệu, ý kiến của tôi chưa chắc có tác dụng. Theo như tôi quan sát, chị khá hiểu rõ về cơ chế tâm lý và cách tiếp xúc của hai giới. Xin chị bảo cho. Giúp tôi đi. Vậy cậu có tiếp thu lời tôi nói không? Được rồi. Thôi được. Nhưng lỡ hỏng việc thật thì đừng trách tôi đó. Chị sẽ không sao đâu. Sao con này ghê quen vậy? Vậy chúng ta mà bắt đầu đi. Được rồi. May mà tôi xem qua đó. Cái này là bản kế hoạch từ đầu hố chôn mình sao? Điểm đầu tiên tôi thấy bất ổn là đến điểm hẹn theo như thời gian để hẹn. Nghĩa là cô cậu tự đi riêng sao? Đúng vậy. Vậy tôi khuyên cậu nên đến nhà đón cô ấy sẽ tốt hơn. Bình thường khi tan làm cậu cũng đi đón cô ấy được. Vậy mà đến lúc hẹn hò cậu để cô ấy tự đi. Nhưng cô ấy đã nhiều lần nhấn mạnh đừng thêm rắc rối. Chị xem nhé, nhà chúng ta và cô ấy và điểm hẹn hình thành nên hình tam giác, ai nấy tự đi là cách tiết kiệm thời gian nhất, đồng thời có tăng thêm thời gian ở bên nhau. Gõ bảng đen thức thời một chút, đừng thêm rắc rối là đừng sợ rắc rối. Nhiều lần nhấn mạnh là đang nhắc nhở khéo. Con gái khi yêu phần lớn đều là trong ngoài bất nhất, vậy nên những gì họ nói em phải hiểu theo nghĩa ngược lại.
Những cô gái có thể là vậy, nhưng cô ấy không phải. Cô ấy là Lâm Diệu Diệu, miệng nhanh hơn não. Vậy Lâm Diệu Diệu không phải con gái sao? Nếu cậu không tin tôi thì cần gì phải đến hỏi tôi. Cậu cứ tự mình suy nghĩ đi. Đừng. Tôi khẩn thiết xin chỉ bảo. Khẩn thiết đó. Kế hoạch này của cậu tệ quá. Chúng ta nói từng cái một thì có đến sáng mai. Như này đi, tổng kết lại cho cậu luôn. Cậu nhớ lấy, đừng chuyện gì cũng nói đến logic, đạo lý, sành mạch. Cậu có bạn gái là để yêu thương chiều chuộng, không phải để biện luận. Đừng phải chuyện gì so với suy nghĩ tính thì cô ấy càng cần sự thấu hiểu, nhận định, cảm tính, tích cực thay đổi vị trí của hai cái này. Con gái ấy mà, ai cũng thích sự chăm sóc tinh tế nhỏ nhặt, sự chiều chuộng vô bờ bến. Đúng vậy, có lý. Đó như vậy đi, con gái không phải toán học mà là hóa học. Trọng điểm không phải là giải đề mà là gợi lên phản ứng học. Nói vậy thì trực quan hơn nhiều rồi. Đúng vậy, tôi cần phân tích tinh hóa học của Diệu Diệu.